Sáng nay tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ban Thường vụ tỉnh Đoàn đã phối hợp tổ chức chương trình tặng quà học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên tỉnh Hưng Yên năm 2023. Về dự có đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại chương trình, ban tổ chức đã dâng hương tại nhà lưu niệm của đồng chí nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và đồng chí Trung tướng Nguyễn Bình. Tiếp đó, đồng chí Trần Quốc Toàn và ban tổ chức đã khánh thành công trình thư viện Tuổi Hồng tại trường tiểu học Nguyễn Văn Linh và tặng sách cho nhà trường trị giá 40 triệu đồng. Tại trường Trung học phổ thông Yên Mỹ đã trao quà cho 30 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã vươn lên trong học tập trị giá 60 triệu đồng. Tặng biển công trình, nhà vệ sinh cho em cho một trường tiểu học trên địa bàn tỉnh trị giá 70 triệu đồng. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chia sẻ tầm quan trọng của việc đọc sách của thanh thiếu niên. Đồng chí mong muốn Trung ương Đoàn Thanh niên và Tỉnh đoàn Hưng Yên sẽ tổ chức được nhiều chương trình ý nghĩa hơn nữa tại tỉnh Hưng Yên. Chương trình còn có buổi giao lưu tuyên truyền phổ biến pháp luật giữa cán bộ của Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh Hưng Yên với gần 1.300 học sinh của Trường Trung học Phổ thông Yên Mỹ, giúp các em hiểu biết hơn về pháp luật, sống có mục đích và lý tưởng để trở thành công dân có ích.